8 lợi ích trời cho khi ăn mướp đắng, ăn sớm sẽ sống 100 tuổi. Xin chào các khán giả thân yêu của Sống An Lạc. Các bạn thân mến, ông cha ta thường nói thuốc đắng dã tật. Quả đúng như vậy, hầu hết những loại quả, rau có vị đắng đều chứa trong mình những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và mướp đắng là một trong số đó. Dù mang trong mình vị đắng khiến nhiều người cảm thấy khó ăn, nhưng một khi đã thử rồi thì chắc chắn bạn sẽ mê mệt với hương vị thơm ngon của nó. Dù được coi là một thần dược cho sức khỏe, tuy nhiên, số người biết về công dụng tuyệt vời của nó lại không hề nhiều. Vậy loại quả có vị đắng này có những tác dụng gì với sức khỏe của chúng ta? Trong video ngày hôm nay, Sống An Lạc sẽ mách bạn 8 lợi ích chữa bệnh cùng những món ăn thơm ngon từ mướp đắng mà bạn cần biết sớm để sống lâu trăm tuổi. Cảm ơn các bạn cùng đón xem. Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua là loại cây có dây, lá có lông, hoa vàng, quả sần sùi, vị đắng. Khi quả chín, hạt có màu đỏ. Ngoài khả năng làm thực phẩm, tác dụng của mướp đắng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo đông y, mướp đắng có vị đắng, tính hàn, công dụng thanh nhiệt, giải độc. Mướp đắng thích hợp với các chứng sinh nhiệt, làm sáng mắt, mát tim, nhuận tràng. Hơn nữa, mướp đắng còn có tác dụng giảm đường trong máu, chống sưng phù, điều trị nhiễm độc tố, thúc đẩy khả năng miễn dịch. Hạt mướp đắng còn có tác dụng bổ thận tráng dương, trị chứng rôm sảy, v.v. Theo y khoa hiện đại, mướp đắng có tác dụng diệt vi khuẩn và virus, chống lại các tế bào ung thư, hỗ trợ đắc lực cho bệnh nhân ung thư đang điều trị bằng tia xạ. Mướp đắng còn có những tác dụng dược lý sau: ngăn chặn quá trình lão hóa và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, viêm đường tiết niệu, tổn thương thần kinh, tiểu đường, v.v. Ngoài ra, mướp đắng còn có hàm lượng vitamin C đứng hàng đầu trong các loại rau, gấp 5-20 lần dưa leo, bầu, bí, v.v. Thường xuyên ăn mướp đắng có thể làm tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, ức chế HIV. Sau đây sẽ là 8 công dụng trời cho của mướp đắng đối với sức khỏe. 1. Tốt cho người mắc bệnh tiểu đường type 2. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mướp đắng làm giảm lượng đường trong máu thông qua tác dụng làm tăng quá trình chuyển hóa gluco. Uống mỗi ly nước mướp đắng mỗi ngày có thể giúp bạn nhận được đầy đủ những lợi ích của loại quả này. Bạn nên ngừng sử dụng nếu xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy hoặc sốt. Tuy nhiên, bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn uống, cũng như kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên và điều chỉnh thuốc khi cần thiết. 2. Mướp đắng giúp loại bỏ sỏi thận. Sỏi thận có thể gây ra những cơn đau dữ dội cho bạn. Mướp đắng có thể phá vỡ viên sỏi và giúp cơ thể đào thải qua đường nước tiểu, bởi nó làm giảm nồng độ axit trong nước tiểu, giảm đau do sỏi thận. Bạn có thể sử dụng một ly trà mướp đắng, rất hữu dụng mà lại không cần bỏ thêm đường. 3. Giúp giảm cholesterol. Bạn có thể giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách sử dụng mướp đắng. Cholesterol máu cao cần được chẩn đoán thông qua xét nghiệm máu. Giảm cholesterol cũng đồng nghĩa với việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mướp đắng là một vị thuốc tự nhiên giúp cơ thể ngăn ngừa các biến cố tim mạch. 4. Tốt cho người bị ung thư tụy. Một trong những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên nhất của mướp đắng là đặc tính chống ung thư của nó. Mướp đắng đã được chứng minh để làm gián đoạn sản xuất gluco, có khả năng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tụy. Bên cạnh đó, nó cũng có thể bỏ đói các tế bào ung thư gan, đại tràng, vú và tiền liệt tuyến. Vậy tại sao bạn không thêm một ly nước mướp đắng vào chế độ ăn của mình nhỉ? 5. Giúp làm đẹp da. Những món ăn và đồ uống làm từ mướp đắng mang lại rất nhiều lợi ích cho da. Nó là một tinh chất tự nhiên, nhẹ nhàng cho da, giúp điều trị mụn trứng cá, vẩy nến và eczema, mang lại cho bạn một làn da tươi sáng. 6. Hỗ trợ giảm cân. Cũng giống như hầu hết các loại rau củ khác, mướp đắng chứa rất ít năng lượng. Vì vậy, bạn có thể duy trì cân nặng hoặc giảm cân bằng cách sử dụng mướp đắng. 7. Mướp đắng bổ gan. Thường xuyên ăn các loại thực phẩm bổ gan sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Mướp đắng giúp tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng của túi mật và làm giảm ứ dịch. Do đó, nó rất hữu ích cho những người bị xơ gan, viêm gan, táo bón. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ việc giảm cân cũng như làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Uống ít nhất một ly nước mướp đắng mỗi ngày sẽ giúp bạn tận hưởng những lợi ích này. 8. Tăng cường miễn dịch. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh rất quan trọng trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn và bệnh tật.
Mướp đắng là một phương pháp tự nhiên giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh, giảm nguy cơ dị ứng thức ăn, nhiễm nấm và cũng rất hiệu quả trong chứng trào ngược dạ dày, thực quản và chứng khó tiêu. Và để quý vị và các bạn có những bài thuốc chữa bệnh từ mướp đắng hiệu quả, tiếp theo đây, Sống An Lạc sẽ gợi ý cho các bạn một số món ăn bài thuốc chế biến từ mướp đắng. 1. Nước ép mướp đắng. Mỗi ngày, bạn có thể uống 1 ly hoặc 1/2 ly nước ép mướp đắng giúp ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ dưới da và giảm cân hiệu quả. Mướp đắng, chọn quả tươi, còn xanh, không bị sâu, dập hay là thối. Rửa sạch quả mướp, bổ đôi và bỏ hạt. Ép lấy nước mướp đắng bằng máy ép hoa quả. Chúng ta có thể cho thêm vào nước ép mướp đắng một ít nước lọc hoặc một ít chanh cho hợp khẩu vị vì nước ép này rất đắng, sẽ khó uống với người chưa quen. 2. Trà mướp đắng. Chọn mướp và sơ chế như trên. Cắt mướp đắng thành những miếng mỏng từ 1-2mm rồi cho lên chảo sấy, đảo đều cho khô nước. Mướp khô chuyển thành màu nâu trắng, để nguội cho vào hộp đậy kín, bảo quản trong ngăn lạnh của tủ lạnh, có thể để được 2 tháng. Khi dùng, lấy một ít, bỏ vào trong nước nóng, pha như pha trà. Ngoài ra, người ta cũng có thể sắt mướp đắng thành những miếng mỏng, đem phơi khô rồi sấy, bảo quản và dùng như pha trà. 3. Canh mướp đắng. Mướp đắng có thể nấu canh với thịt nạc, tôm nõn hoặc nấu canh mướp đắng nhồi thịt sẽ cho những bát canh vừa ngon, vừa mát, vừa bổ, chống viêm nhiệt. Để làm canh mướp đắng nhồi thịt, nguyên liệu cần 3-4 quả mướp đắng còn xanh, khoảng 500g, 3 lạng thịt nạc vai xay, mộc nhĩ từ 2-3 tai, gia vị gồm bột canh, đường, hành khô, hành lá, mùi tàu. Mướp đắng rửa sạch, bổ ngang quả, moi ruột rửa sạch. Mộc nhĩ ngâm nước nóng cho nở, cắt chân, rửa sạch, rồi sát sợi băm nhỏ. Thịt nạc vai xay trộn với mộc nhĩ, hành khô băm nhỏ, bột canh và chút đường. Đem nguyên liệu này dồn vào ruột mướp đắng, lấy đũa dồn cho chặt, miết phẳng ở miệng. Cho mướp đắng vào với nước lạnh, bỏ nồi đun sôi nhỏ lửa cho đến khi lúc thì chín. Nêm lại nước với chút bột canh, đường cho vừa miệng rồi tắt bếp. Thả hành lá, mùi tàu thái nhỏ vào nồi canh là ăn được. 4. Mướp đắng ướp lạnh, mướp đắng xào. Món mướp đắng ướp lạnh là món ăn giải nhiệt mùa hè. Mướp đắng được thái lát càng mỏng càng tốt, để trên lớp đá. Giữa đá và mướp ngăn cách bởi lớp ni lông, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn, cho thêm một ít ruốc thịt hoặc ruốc tôm. Mướp đắng xào. Mướp đắng thái miếng mỏng, dài, rồi xào với trứng hoặc thịt bò là món ăn rất ngon và bổ. Gợi ý cách chọn mướp đắng. Khi chọn mướp đắng để chế biến sử dụng chữa tiểu đường, nên chọn quả nhỏ, bởi quả nhỏ có hàm lượng vitamin và các hóa chất axit amin cao hơn quả to. Nên chọn quả xanh thay vì quả chín để hàm lượng các chất không bị suy giảm. Tránh phơi quá khô cũng như nấu quá lâu. Càng để héo và ra nhiệt lâu, lượng vitamin và các chất mất đi càng lớn. Theo đó, sau khi cắt, phơi nắng cho khô có thể làm mất 70-80% vitamin C. Nấu sôi 10 phút, mất 50%. Không nên cắt lát mướp đắng rồi mới rửa, thay vào đó nên rửa rồi mới cắt lát. Muốn chế biến mướp đắng để làm nước uống, tốt nhất nên rửa sạch, cấp đông vào ngăn đá tủ lạnh, sau đó bào nhỏ ra để hãm nước uống. Khi nào uống thì mới bào, thay vì bào xong lại cấp đông thì sẽ không tốt. Với vị đắng đặc trưng, mướp đắng được nhiều người yêu thích vì công dụng làm mát, giải nhiệt cơ thể. Không chỉ có lợi ích cho người tiểu đường, loại rau này còn được dùng để chữa đau dạ dày, chán ăn, sốt hay hạ huyết áp. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều, có thể gây tổn hại cho sức khỏe mà bạn không hề biết như tăng men gan, thiếu máu. Vì vậy, hãy nhớ những tác dụng phụ sau đây trong quá trình sử dụng mướp đắng nhé! Bạn cần biết một số tác dụng phụ của mướp đắng như sau. 1. Mướp đắng chống tụ thai. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một protein trong cây mướp đắng có hoạt tính chống sinh sản ở chuột đực. Uống cao quả mướp đắng 1,7g một ngày làm tinh hoàn chó đực bị thương tổn và làm giảm khả năng sinh tinh trùng. Ở chuột cái, tác dụng chống khả năng thụ thai thuận nghịch. Chuột và thỏ có thai bị xuất huyết tử cung khi uống nước mướp đắng. 2. Thiếu máu tan huyết. Đây cũng là một trong những ảnh hưởng tiêu cực mà mướp đắng có thể gây ra. Những triệu chứng thường gặp của bệnh này bao gồm hôn mê, đau bụng, đau đầu và sốt. Bệnh thiếu máu tan huyết là kết quả của việc thiếu hụt máu do các enzyme không hoạt động được như bình thường. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều mướp đắng, lượng độc tố trong loại rau này sẽ tác động đến chức năng của các enzyme gây hại cho sức khỏe.
3. Tăng men gan. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên là vicin, là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đậu, một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Ngay cả khi cây mướp đắng trồng ở những vùng thổ nhưỡng khác nhau, thì thành phần trong quả cũng có tỷ lệ và sự có mặt các vi chất khác nhau. Do đó, nếu cây trồng trên vùng đất có nhiễm kim loại nặng, rất có thể trong quả mướp đắng trồng tại vùng này bị nhiễm kim loại nặng mà gây độc cho cơ thể khi chúng ta ăn nó. 4. Mướp đắng hạ đường huyết. Được nghiên cứu chứng minh ở thú vật và người, thành phần tạo ra tính hạ đường trong mướp đắng gồm xanthin, polypeptide P và vicin. Cơ chế tác dụng bao gồm giảm đường huyết và cải thiện dung nạp gluco. Nghiên cứu hạ đường ở thú vật được thực hiện ở chuột và thỏ, cải thiện dung nạp gluco, giữ được tính hạ đường sau khi ngưng dùng mướp đắng 15 ngày, đồng thời giảm luôn cholesterol. Một báo cáo cho thấy mướp đắng làm chậm tiến trình bệnh võng mạc, tức là biến chứng của bệnh tiểu đường. Đó là thí nghiệm ở chuột bị tiểu đường khi uống cao quả mướp đắng. Nhưng ít nhất cũng có một nghiên cứu trên động vật không thấy tác dụng hạ đường ở chuột bị bệnh tiểu đường khi cho uống dạng bào chế đông khô mướp đắng trong 6 tuần. 5. Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt bên trong trái mướp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ ăn những món được chế biến từ khổ qua. Nếu muốn thay đổi khẩu vị cho bữa cơm thường ngày, cần trụng hay còn gọi là trần khổ qua trong nước sôi trước khi chế biến và nấu nướng. Mặc dù được coi là thần dược cho sức khỏe, nhưng vẫn có một số người không nên ăn quả mướp đắng. 1. Người bị bệnh gan và thận. Người bị bệnh gan và thận cần tránh ăn mướp đắng vì chúng rất khó tiêu và có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6PD là loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu nên tránh xa loại rau có vị đắng này. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Hạt mướp đắng chứa một chất tên là vicin, là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đậu, một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. 2. Người mắc bệnh tiêu hóa. Việc ăn mướp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề dạ dày. Mướp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật, enzyme gan tăng cao sau khi dùng mướp đắng. Các chất trong mướp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. 3. Những người bị mắc bệnh đau đầu. Đối với những người có tiền sử hay đau đầu, hoặc mắc bệnh đau đầu dạng kinh niên, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi ăn mướp đắng. Sở dĩ có điều này là bởi mướp đắng có khả năng làm hạ huyết áp. Trong mướp đắng có chứa hai hóa chất, xanthin và polypeptide. Đây là những hợp chất có tác dụng làm giảm đường huyết vì chúng hạn chế việc dung nạp gluco. Mặc dù tính chất này rất tốt, được ứng dụng trong điều trị bệnh tiểu đường và bệnh cao huyết áp, nhưng ở người bình thường, nếu ăn quá nhiều thì chúng gây hạ huyết áp và dẫn đến chứng đau đầu. 4. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Mướp đắng có thể gây ra co thắt tử cung, xuất huyết và làm hư thai ở phụ nữ đang mang thai. Ngoài ra, mướp đắng còn gây ra kích thích tử cung và có thể dẫn đến việc sinh non. Với phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn các món ăn được chế biến từ mướp đắng vì một số thành phần không tốt có thể được truyền qua sữa mẹ. Độc tính của mướp đắng ở người lớn thấp nhưng nó có vấn đề với trẻ em. Mặc dù chưa có trường hợp nào quả mướp đắng nguy hiểm cho bào thai tại Việt Nam, nhưng những nghiên cứu trước đây đã cho thấy hạt mướp đắng có thể dẫn đến hư thai và có khả năng gây đột biến gen. Do đó, khuyên bạn không nên dùng mướp đắng cho phụ nữ đang có thai. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có phương pháp sử dụng mướp đắng chữa bệnh một cách phù hợp và hiệu quả nhất. Đừng quên chia sẻ bài thuốc chữa bệnh từ mướp đắng cho bạn bè và người thân cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.